Rồi, nay mùa dế rồi nha cả nhà. Anh em mình đi kiếm ra đồng kiếm dế thì có không? Cắm sâu được cái giỏ Nè. Rồi, anh em mình đi bắt dế coi. đây. Đây làm gì có. Đây ra ngoài kia Bữa bắt bữa có bắt lần phải không? nè. Bắt dọc mấy cái mương á. Nó mới nhiều. Đây khô queo mà nước đâu ra bác. Đây. Từ Một em dế đầu tiên. Con con bươi bươi kìa. nè, vô vụ nè, vô vụ nè. Con quơ vậy hả? Ừ, bên anh là bắt về nè, thằng có lên Nhảy đây nè. nhảy lên nè. Nói xuống bắt là gì đó rồi. Nào. Đó. Ừ chắc vậy. Bị má nữa, cái gần không bắt được. Tại cái này không. Chắc có nó không đi bắt Cái chứ. này đây nghe kêu nè từ chúng nó nghe là mà lắm đi lẹ Đó, anh em mình đang đi bắt dế nha các bạn. Quá trời dế luôn. cưng cái ba con này cứ Cứ mỗi cứ cứ ba cứ cứ tới một bốn một con một một rồi đống là ba con là lụm cái cứ cái đi thường ba ha. con chục cái bốn con Chuẩn bị được dĩa dế sao lăng rồi nha các bạn. Đây là dế đồng đặc sản cái khu vực ở dưới miền Tây nha các bạn. Cứ mỗi lần mà thu hoạch lúa xong mà cái độ khoảng tháng 4, tháng 5 là bắt đầu dế ra rất là nhiều. Dế đồng ở đây ăn rất là ngon luôn. Thành ra là mấy anh em mình đâu có dịp về đây bắt đầu tranh thủ đi kiếm một ít để mà tận hưởng với lại quay lại tuổi thơ nha các bạn. Rồi để mình hai anh em mình đi bắt rồi lát nữa quay lại cho các bạn xem thành quả của hai anh em mình nha. Ok. Lịa lịa luôn hả? Giờ mấy cái bịch rơm lên là có nằm dưới chứ đâu. ớn Đây làm gì có con gì đây trời. chứ Ý là đây rắn rít nào trốn đây được. Cỏ sạch dưới bẹp gì em làm đi. chứ ban ngày kiếm không có nha Ban ngày nó trốn hết ban trong ngày kiếm hang. Đêm nó mới ra nó kiếm nước mà. đêm nào uống sương Ừ, thì ra kiếm nước đó. đây 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 đấy rồi Nắm. Bắt nửa thùng bê này. Đây đây đây. Ủa, đây đây con bự bự bự. Mày hả mày? Đâu phải đâu. Ê ê ê ê. Rồi, đây mới thấy đây. Ui, luôn ui quá trời luôn. Ui, hai con luôn, hai con luôn. Đây. Hai con lượt luôn phải trúng nè. luôn Đây 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 đây. Đây. đó đúng Đây, rồi đây, đây, trúng luôn đúng rồi dễ nha các bạn. ừ Đó, con chà bá nữa luôn. Đó nằm khu này nhiều nè, khu 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 này nhiều nè. Trong khu này nhiều đó. đó không mình đó đưa 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 Bây giờ là đầu nằm ở dưới cỏ đó. đúng địa điểm Bên 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 dưới cỏ đó là lụm á. đứng im đi đứng im đi đừng có vẻ từ từ nó lên nó nhau đầu lên nè
Này nó cứ như vậy đó. Núp lùm vậy hả? Có. Có. Chồng lên nó có Nó nằm vòng 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 gần 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 bờ. Nào, không? Quá trời đã luôn. Mập thù lù luôn. Dễ đông nha các bạn. Đốt đống lửa lên cho nó sơm tụ. mày nữa tới Giờ rơm lên kìa chứ trên nó không có đâu. không sợ nó biết sao nó Lên, lên lên, lên, lên uống nước phải không? nó uống xương cái đỏ Dạ. Lên uống nước phải không? À, khá là nhiều rồi nha các bạn. Đó. Bắt từ đây khoảng tầm vài tiếng hồ là sẽ có một dĩa S. À, lộn, dĩa dế. Dĩa S này chứ. Đây, xả đi. Anh lên liền này, anh lên liền này. Không có cần mà tôi nói. Để anh bắt dế này, bắt từ nhỏ miếng nè. Đã quơ, thảm quơ qua có là lên liền. Nè, thấy không? Cái tập này. Nè. Bơi vô. Một cặp. Đó, hay rồi. Quá trời con dế này. Vậy nữa. Đốt cái nữa đây nè, này ngon, nó hơi nhỏ nhưng mà được, bữa nay ăn được, bữa nay ăn được. Đốt cái đây nè, dạ, mấy nè 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 Vô đó nướng luôn nè, đây nó vừa á, cái đó ok. thả vô sâu cái cốc là được. Công nhận có gì đốt cháy nhanh bằng rơm hả? Bật lên cái cháy liền đi. Nhiều quá chứ. Nói cho nó không dày thôi, bắt lâu hiểu không? Nó không có dày, bắt nó lâu. Có cái chổi tao quét nha, quét qua nhà hàng có lệnh từ đầu lên trời quá trời luôn nè, thấy không? Nó vậy đơn giản trung trung ổ đó đó, đó bự 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 cái đó, đó cái như vậy đó, bắt bự được. Nó giờ nằm ở khu này giờ dở lên là nằm dưới này á. Bây giờ dưới dẫn nè. Động anh. Đây bỏ rơm bắt cậu lên. Cái xô này mới sao cũng lên được. Nước. Lông rồng. Có nước nữa. Ừ. Nước ướt chân nó bò lên được nha. Lông. Lên. Cái chuyện nó mày mạng cho dế đốt rơm thôi. Góc bờ mấy góc góc nó hay nằm nhiều lắm, cũng gom gom như đó. Mấy nhỏ đúng thôi à.
Nếu như đây anh khoi đầu nữa ba người ăn được rồi. Cũng được tí nữa, được nửa chén rồi đó. Nửa chén thì không có, nhưng mà anh cứ kho ba người ăn ok rồi. Thì được nửa chén rồi đó, chém được một chén rồi. Bắt tí chén mấy bữa bắt cả tô luôn á. Bữa bắt cả tô, bắt cỡ chừng đâu cỡ 2 tiếng hộ. Cái quay cái này hả? Dế mập giờ đó, mập ú nu luôn nè. Thành quả hồi nãy giờ bắt đó nha các bạn. Quả trời quả đất luôn rồi nè. Chưa gì cũng được gần chén rồi đó. Quá trời con dế luôn nè, đó, chào bá lửa luôn. Như trống ít hả? À, nãy giờ thấy như trống luôn á. Đây nếu mà làm ruộng vậy là anh dễ. Sao? Rơm vậy không chịu đốt. À, đốt cho nó tốt không? Bây giờ rơm này là nó cũng lấy rồi biết không? Ừ. Rơm lấy rồi. Còn ba rơm này làm như tâm giọt á. Ừ. Mà không chịu đốt á. Để một sáu giờ khô rồi nhóm. Bắt sao mà cứ vậy, hai chổi có hai con vậy là lụm rồi. Bự ha, mập lù à. Cũng chứ đâu cũng mập ghê chứ. Kiếm ăn được chứ. Dở vậy. Được chứ, xuyên xuyên bắt cỡ 2 tiếng hồ là ăn mệt nghỉ chứ giỡn thôi. Cứ bình tĩnh đi, dần dần như từ từ. Đi qua cái đi lại cái đó. Tại vì khi mình quơ nó lại kêu lên kịp á. Ừ. Đốt dưới cái xà lửa. Em nữa nha các bạn, đây một em ý đâu được ấy, đây, chạy nè, quá trời bự luôn các bạn ơi. Đó hả, có nằm với mấy đống rơm á, nhiều lắm, có một ụ rơm lên cái là dở lên nằm đóng dưới. Đó đó, mấy chỗ nó chưa bươi đó. Dưới đó nhiều lắm á. Nó gần nguyên đống này nhiều nè. Ui, nguyên khu này rơm không luôn nè. Bươi khu này nè. Quá trời luôn. Khu này rơm không luôn á, ngon á. Khu này là bánh nằm ngon nè. Đó, đó, đó. Thấy nhảy hai phát luôn kìa. Đó, mấy chỗ này nhìn rơm thì thấy ngon rồi. Ừ. Đóng rơm là thấy ngon đó, tập trung nó hơi bị nhiều á. Khu này nãy giờ bắt được chục con đó.
Đó, rơm như vậy là đúng. Rơm như vậy là đúng ngon luôn á. Đó, đó, rơm như vậy là. này không trái không? Đó. Thấy rơm mà cao cao là ngon. Cứ làm đóng như là nấp dưới nhiều lắm. Lúc nắng á. Giờ đầu anh Này đang này giờ không có giờ giờ đang chuẩn bị rồi anh mò 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 lên chấm nước rồi này đó. không xương. Ừ, thì giờ bắt đầu anh mò đi chấm nước đó, hai con luôn. Ui, Nào còn nữa còn hai con là thấy nhảy tung tóe vậy. này người lớn người nhỏ bắt chứ già bắt bắt được hay không bắt Làm thấy đường bắt. Thu này nhiều á, rơm nó nằm mềm 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 này nè. Không. Ù nhiều quá chứ. Đợi anh Thanh, đợi đợi thế Thanh. cưng cái bà con mà còn thương anh Đó, ù nhiều quá chứ, giận giỡn, là gần nó cưng chén rồi. cái anh cưng cái nè nè À. cưng Rồi. cái bà con thôi Đó. cưng cái bà con thôi không cần nhiều Gần chén rồi đó. anh mới cưng cái bà con này Ừ. chụp cái đúng rồi chụp con Ở nhà đó nha các bạn, thành quả đấy các bạn ơi. Em cho nên quay cho các bạn xem thành quả. Dế. Ồ. Đây thành quả. Cũng được chén rồi nha các bạn. Cái gì mẹ ơi, cái dế mà Dế mà ghê. ghê Ừ. quá mẹ ơi ghê quá ơ cái không ai bắt gì không Ba mới dựng dựng hai nè. bắt bắt ở đâu vậy Rồi, ok, gom vô 2 ngày được một xô chắc cũng được tô rồi nha cả nhà. Như đây là chiên ok rồi. Ba mẹ mình đang làm sạch sẽ để chút mình vô mình chiên nha cả nhà. Ok. Rau nhà, dưa leo nhà luôn nha các bạn. Đó, cắm với lại muối xả. Rất là ngon luôn.
Rồi mồi chín rồi, chuẩn bị tới rồi nha cả nhà. Rồi mồi lên, mồi đâu rồi ta? Đây nè, đây nè. Đó, có mồi rồi nha cả nhà. Ủa đâu rồi? Đây rồi, dế của mình đây. Dế chiên nước mắm nha cả nhà. Ăn kèm với lại là rau. Đấy, đầy đủ. Đây là làm thêm thùng bia nữa là mệt mỏi nha cả nhà. Ok, thành quả nha cả nhà.